Trong tuyên bố của mình, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi đã nhấn mạnh sự cần thiết của hợp tác đa phương để giải quyết hiệu quả các thách thức chung như vấn đề của đại dịch COVID-19 đang diễn ra trên thế giới. Ông nhấn mạnh dự án Zodiac là đóng góp khoa học và công nghệ hạt nhân trong việc phát hiện sớm các mầm bệnh trở thành bệnh lây truyền từ động vật sang người và có thể gây ra đại dịch. Dự án Zodiac sẽ tăng cường khả năng và đẩy mạnh các hoạt động phát hiện và ứng phó với sự bùng phát của các bệnh truyền nhiễm từ động vật, qua đó tạo ra một mạng lưới toàn cầu để thúc đẩy hợp tác khoa học và chia sẻ thông tin. Trong dịp này, Việt Nam đã vinh dự nhận 2 bằng khen của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử IAEA cho các nhà khoa học trẻ có thành tích vượt trội trong việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ hạt nhân vào lĩnh vực nông nghiệp.